Dạ vâng, xin si chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê bộ môn súng hơi, súng đen khí, súng bắn chim lại quay trở lại kênh nhé à, Vẫn là chuyên mục về súng ống cho anh em lựa chọn và tham khảo về đi săn thì Ngày nào cũng ra video giới thiệu về những khẩu súng hơi này à, Trả hàng như anh em đã tin tưởng và đặt hàng bên shop Để cho anh em có thể là tham khảo và lựa chọn cho mình một cây à, phù hợp với túi tiền của mình để về đi chơi à, Trải nghiệm cái niềm đam mê săn bắn bác nhé Đấy thì video ngắn ngày hôm nay lại tiếp tục lên bán xả kho, bán giảm giá, tri ân cho anh em. Hai mẫu là PC Condo thẳng dài, cấu hình tầm khá và FXQ 3 lỗ, cấu hình tầm trung. Thì hai mẫu này thì ngày hôm nay sẽ bán giảm giá, tri ân cho anh em, giá cực kỳ là rẻ nhé. 5 triệu 900 là anh em sẽ sở hữu cho mình một khẩu Condo thẳng dài như thế này. Cấu hình nó ra làm sao như thế nào thì kính mong em có thể là đón nhận xem hết video của em ngày hôm nay em uh, sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em về cấu hình và báo giá công khai sản phẩm của các nhé và FXQ3 lỗ 6 triệu 900 mã 73 đấy thì là hai sản phẩm này thì em sẽ bán giảm giá chiên cho anh em 20 khẩu mỗi mẫu là 20 khẩu nhé condo đô 20 khẩu này FXQ3 lỗ 20 khẩu hết 20 khẩu quay về giá gốc thì như khẩu condo đô này thì giá gốc giá thời điểm hiện tại ở trên thị trường và những cái đơn vị uh, hiện tại em vẫn đang bán đấy là 6 triệu 9 đến 6 triệu 8 anh em nào bán rẻ thì 6 triệu rưỡi đấy nhưng ngày hôm nay chỉ là 5 triệu 900 thôi có nhá và em lỗ là 6 triệu 900 đấy trên thị trường vẫn đang bán là 7 triệu rưỡi 7 triệu 8 tùy đơn vị bán hàng có nhá đấy nên nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ bán xả kho cho anh em hai mẫu này thì anh em nào mà xem video có nhu cầu mua bán mặt hàng sản phẩm này thì cứ liên hệ trực tiếp cho bên shop qua qua số điện thoại em để trên biển kia để mua bán các nhé lưu ý với anh em nào mua bán thì anh em lên tìm hiểu tham khảo thật kỹ đi. đấy xong rồi gọi điện hoặc kết bạn zalo cho bên em qua số điện thoại kia để đặt hàng các bạn nhé. đấy em nào muốn xem video test tâm này hoặc là xem chi tiết hình ảnh thì có thể kết bạn zalo bên em sẽ cho anh uh, em uh, xem hoặc là có thể gọi video trực tiếp để xem hàng các nhá. đấy em gọi video trực tiếp và uh, nhìn mặt nhau xem hàng, trách độ uy tín luôn. đấy anh em yên tâm về vấn đề mua bán các nhá. em bán hàng trên kênh uy bao nhiêu năm rồi chứ không phải bán hàng một hai ngày. À, lên anh em cứ tìm hiểu và tham khảo thật kỹ đi, xong rồi hãy mua bán các nhé. Còn là sau khi mà anh em mua bán, đặt hàng rồi ấy, thì uh, sẽ là uh, lắp, uh, trao đổi về hình thức giao dịch. Giao dịch thì uh, bên em chỉ nhận qua hình thức đó là lắp ráp, gửi xe nguyên cây cho anh em. Mua hàng thì anh em sẽ cọc tiền trách nhiệm, xong rồi bên shop sẽ lắp ráp, test chuẩn chỉ, gửi xe nguyên cây cho anh em. Khi gửi đi là gửi nguyên cây, nguyên một cây súng như này cho anh em. Đấy, đóng vào là một gói hàng rồi gửi cho anh em anh em nhận hàng rồi thanh toán tiền qua nhà xe nhà xe đưa hàng anh em thanh toán tiền đấy khi làm mà lắp ráp xong thì em sẽ quay video lại cho anh em về cây súng cho anh em xem đúng cấu hình chưa kể là quay video test tâm rồi gửi cho anh em xem qua zalo nhé tất cả anh em đặt hàng thì em đều làm video test tâm thực tế trả hàng cho anh em qua zalo đây này à, anh em xem độ ổn định của cây súng có chơi ok không có chuẩn chỉ không anh em muốn test ở cự ly bao nhiêu thì bên em sẽ test cho anh em cự ly như vậy Đấy, ví dụ như cây này em có thể test đi 70, 80, thậm chí là 100 mét. Đấy. Còn FXQ lỗ này thì 5, 6, 7, 80, em tùy. Nói chung là anh em cứ lấy ZERO ở cự bao nhiêu, em sẽ làm uh, test ZERO cho anh em như vậy. Đấy. Nhận xe thì anh em sẽ phải hỗ trợ thêm uh, bên shop là tiền uh, cước xe, tiền phí vận chuyển. Mà em cũng nói luôn là miền Bắc thì hỗ trợ là 300, miền Nam hỗ trợ là 500. Đổi lại thì em sẽ tặng cho anh em đó là một kia kẹo chi, gồm 3 hộp kẹo như đây. Đấy, À, thì anh em cọc luôn cái tiền trách nhiệm nhé miền bắc cọc trước 300, trăm còn đâu miền nam cọc trước 500 thì còn đâu 5 triệu chín sẽ nhận hàng và thanh toán tiền qua nhà xe các nhá đấy tất cả anh em mua hàng của đơn vị nào cũng thế thôi thì ở đơn vị nào cũng thế anh em đều phải hỗ trợ tiền cước xe đấy thì ở bên em bên người ta mới lắp ráp rồi vẫn phải cọc tiền trách nhiệm chứ còn không cọc thì không ai người ta lắp ráp cả bởi vì đây là mặt hàng xuống uh, ống mặt hàng cấm các bác nhá đấy nên là phải cọc tiền trách nhiệm để tránh tình trạng là bom hàng mà nên anh em lưu ý về, về cái vấn đề tiền cọc nhé nhiều anh em mà muốn uh, mua hàng Nhưng mà khi bảo cọc thì lại bảo sợ lừa đảo này kia Thật sự là súng ống thì bên em rất trình nhiều đấy, Ngày nào cũng có video Anh em có thể tham khảo trên kênh Còn lừa đảo anh em Bảo lừa uh, đảo anh em về 300-500 Thì nói thật là Không rảnh rỗi đâu mà làm video lừa 300-500 cả Đấy Bán cho anh em một cây súng em để chơi ok ổn định Ai Em giới thiệu anh em bạn bè uh, Mua lại hoặc khi anh em hết kẹo uh, Hay hỏng cái gì đấy anh em có thể mua thì em lại bán lãi lời vài chục 100. Đấy, đấy là cái tiền lãi các bác nhá. Chứ còn bảo lừa anh em 300 hay 500 thì anh em nên tìm hiểu và tham khảo đi. Đấy, xong rồi em mua hàng các bác nhá. Đấy. Thì à, về chế độ bảo hành thì sẽ bảo hành lỗi 1 đổi một trong vòng một tuần, còn trong quá trình chơi hỏng gì sửa đấy các bác nhá. Đấy, anh em nào theo dõi rồi thì phải biết biết. còn à, sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về hai sản phẩm của ngày hôm nay. Điều đầu tiên sẽ là khẩu uh, condo thẳng dài. Cấu hình uh, tầm khá nhá. Thì đầu tiên sẽ là bình bình thì em sẽ lắp là bình nhôm 0 năm đế bằng uh, sơn na lót trong ngoài anh em nào muốn lắp đế tròn hay nào thì báo bên em đấy thì uh, sẽ thêm tiền và lắp đế tròn van là van cờ đi kết bản chuẩn công ty UBN combo khung vuông xương cá tay cầm gỗ sạc cừ sơn đen đấy, anh em nào uh, khung là khung dài nhá còn bác nào muốn talon ngắn gọn đi rừng thì lắp ta lon. giá tiền nó đây uh, bằng nhau nhá giảm âm bút leo ba khúc sáu vách đến nùi uh, cành cành tk hồng công bản 10 không tuyến kính ám B ra tmd hàng chống rung chống giật chống nhảy tâm Tầm 2 số tầm hoa kính nhé Giai kính này thì là 1 triệu 900 này đấy. Hoàn thiện một cây như thế này là 5 triệu 900 Cho anh em và bác chơi đấy. Anh em nào có nhu cầu mua thì uh, Liên hệ trực tiếp cho bên shop qua số loại kia đấy. Tặng kèm 1 kem cạo trì Khoảng uh, gần 1 000 viên cho anh em đấy 5 triệu 900 Cô đô Và tiếp theo nữa là FXQA lỗ 6 triệu 900 mã 73 Thì ở đây thì uh, shop đang lắp đó là một bộ công mục Q Q thì là quy FX quy ba lỗ tactical hàng quy chuẩn chỉ sài gòn bán gấp rút chữ a quy thì em chỉ làm dòng duy nhất dòng quy sài gòn nhé không làm quy hà nội đấy bởi vì làm quy hà nội về hỏng hóc xì xoạt bảo hành cho em mệt người lắm đây là chỉ làm duy nhất là quy hàng xịn chuẩn chỉ loại một quy sài gòn bán gấp rút chữ a này van là van cờ đi kết bình nhôm 0.42 đế tròn à, giảm âm pơ âm cành cành tk hồng kông bản 10 không tuyến kính ngắm uh, discovery hàng vtg ba 12 mười hai bốn hai oc Hoàn thiện một cây như thế này là 6 triệu 900 Đấy, tặng kèm một kem kẹo trì Và một băng đạn 11 viên băng nhôm như thế này Để cho anh em chơi Đấy, FX thì anh em sẽ chơi băng đạn như thế này các bạn nhé Đấy, vào đủ 11 viên Xong rồi em sẽ lên uh, lên uh, búa và bóc quà và săn thôi Đấy, FX quy vào lỗ 6 triệu 900 Thì ở đây em đã đánh mã 72 và 73 Thì anh em nào muốn mua mẫu nào Thì có thể đó báo giá tiền ra Hoặc báo mã sản phẩm ra Thì uh, em sẽ biết về cái cấu hình của cây đấy các nhé Đấy các em nào muốn uh, có có mua bán thì liên hệ cho bên shop qua số điện thoại kia. rồi video ngắn ngày hôm nay em cũng xin phép anh em các bác kết thúc đây. xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau nhé.